Xin chào tất cả các bạn. Du học Mỹ và được định cư là điều mà nhiều học sinh mong muốn. Tuy nhiên thì không phải bất cứ du học sinh nào cũng có suy nghĩ này. Nhiều bạn học sinh chỉ muốn du học để được thu thập kiến thức và trở về Việt Nam ngay sau khi kết thúc khóa học. Vậy thì du học Mỹ muốn định cư thì phải làm thế nào? Để được chính phủ Mỹ cho phép định cư cần thủ tục hồ sơ ra sao? Điều kiện để được định cư Mỹ là gì? Và nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc định cư tại Mỹ, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với chị Quế Hương, là chuyên viên tư vấn du học Mỹ đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương các bạn nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Khi làm hồ sơ du học Mỹ, nhiều gia đình lo ngại rằng có hồ sơ định cư hay là hồ sơ bảo lãnh thì sẽ ảnh hưởng đến việc xin visa du học Mỹ. Vậy thì Quế Hương chia sẻ như thế nào về vấn đề này? Điều khiến các học sinh nộp hồ sơ xin visa du học Mỹ lo lắng nhất gần như là do có hồ sơ định cư Mỹ. Trong chương trình du học Mỹ muốn định cư phải làm như thế nào thì Quế Hương xin chia sẻ một vài điểm cần lưu ý như sau. Trước tiên, học sinh phải xem có tên nằm trong hồ sơ định cư bên Mỹ hay không, đã quá tuổi 21 hay chưa, vì qua tuổi 21 sẽ không được nằm trong diện định cư. Và học sinh có anh chị em nào dưới 21 tuổi hay không? Những điều này rất quan trọng với việc có đủ tiêu chuẩn được xét và chấp nhận trong chương trình bảo lãnh theo diện đoàn tụ anh chị em ruột. Theo trưởng phòng thị thực không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ, việc có người thân ở Mỹ không phải là yếu tố bất lợi cho việc xin visa vào nước này. Tuy nhiên, trong phần điền đơn DS-160, đương đơn phải liệt kê tất cả mối quan hệ với người thân hoặc là bạn bè ở Mỹ. Việc giấu giếm hoặc khai không trung thực quan hệ này có thể gây khó khăn cho đương đơn vì dễ bị viên chức lãnh sự nghi ngờ sau chuyến đi người đó có khả năng ở lại Mỹ trái phép. Việc xin visa du học sinh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hồ sơ định cư vì đương đơn đã cho thấy họ có ý định định cư tại Mỹ. Và du học Mỹ có hồ sơ định cư phải xem xét mối quan hệ của bạn và thân nhân bên Mỹ như thế nào. Cần phải khai rõ mối quan hệ này với lãnh sự quán khi cấp visa du học. Tuy nhiên, còn những vấn đề liên quan khác như những làm mùa của bạn tại Việt Nam để xác định sau khi học xong, bạn sẽ quay trở về Việt Nam hay không. Tiếp theo, phải chứng minh được dù cho có người thân ở Mỹ nhưng bạn và gia đình vẫn có đủ tiền để trang trải học phí, chi phí sinh hoạt bên Mỹ, kế hoạch học tập rõ ràng và phù hợp với trình độ bản thân, kế hoạch tương lai sẽ làm gì, ở đâu, v.v. Có một số cách khác để xin visa du học Mỹ đối với những bạn có hồ sơ định cư, đó là hủy bỏ hồ sơ này và cần phải có tên, đương đơn, số hồ sơ và lý do hủy là gì. Thời gian xét duyệt cho việc hủy hồ sơ tùy thuộc vào số lượng hồ sơ mà Bộ Di trú và Lãnh sự quán đang phê duyệt. Thông thường thời gian này từ 1 tháng đến 6 tháng. Tuy nhiên, do hồ sơ cụ thể mỗi trường hợp mỗi khác nhau, các bạn hãy liên hệ với công ty Tân Đại Dương để được tư vấn cụ thể về vấn đề định cư này. Cũng trong chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với chủ đề là du học Mỹ muốn định cư thì phải làm như thế nào, thì chuyên mục có nhận thư của bạn Ngọc Oanh, 24 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Xin chào chuyên mục, em là Ngọc Oanh, hiện nay em đã học xong chương trình đại học ở Việt Nam. Em dự định sang Mỹ học chương trình thạc sĩ. Ở Mỹ đào tạo chương trình này như thế nào? Thời gian học là trong bao lâu? Nhân đây em cũng muốn hỏi thêm là em có người yêu đang sinh sống tại Mỹ. Anh ấy là người Việt nhưng đã có quốc tịch tại Mỹ. Vậy thì khi du học Mỹ, em muốn xin định cư Mỹ thì cần những thủ tục nào vậy? Xin chào bạn Ngọc Oanh. Đối với chương trình đào tạo thạc sĩ nói chung ở Mỹ, hầu hết các trường đều có chương trình thạc sĩ. Chỉ có các trường loại A và B có chương trình tiến sĩ. Có những trường chỉ đào tạo tiến sĩ và không có chương trình thạc sĩ. Chương trình học cho bằng thạc sĩ thời gian học là từ 2 năm. Loại 1 chỉ lấy khoảng từ 11 đến 12 môn học không cần nghiên cứu. Loại 2 lấy khoảng từ 9 đến 10 môn học và làm luận án. Du học Mỹ muốn định cư phải làm như thế nào đối với trường hợp của bạn Ngọc Oanh? Khi em muốn định cư ở Mỹ thì em có thể kết hôn với bạn trai hiện tại của mình, cụ thể là người có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, bạn Ngọc Oanh cũng như các bạn du học sinh nên lưu ý rằng thủ tục kết hôn này phải là kết hôn thật, không được làm giả. Nếu bị phát hiện thì bạn sẽ mất đi cơ hội được định cư của mình. Vì thế, trước khi nghĩ đến vấn đề kết hôn định cư, bạn hãy chuẩn bị cho mình một lộ trình học tập rõ ràng. Nếu không cưới người bạn của mình, em vẫn có thể là sẵn sàng hoạch định cho kế hoạch tương lai sau khi tốt nghiệp và quay trở về Việt Nam. Nhiều du học sinh của công ty Tân Đại Dương qua thời gian học tập bên Mỹ đã gặp và yêu bạn trai hay bạn gái của mình bên đó, gửi email hỏi công ty những câu hỏi tương tự như vậy. Giờ em kết hôn có được hay không? Ở lại Mỹ hay không? Liệu rằng kết hôn trong thời gian đi học như vậy có bị lãnh sự quán cho rằng mình không có ý định đi du học thực sự hay không? Vân vân. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh việc du học Mỹ muốn định cư phải làm như thế nào.
Chính vì vậy, Quế Hương tin rằng khi đã có ý định đến Mỹ để đi du học thực sự thì các bạn cứ tự tin để làm hồ sơ, bởi thật lúc nào cũng nhất. Còn trong thời gian học tập, bạn có tình cảm và kết hôn với người có quốc tịch Mỹ thì chuyện sau đó của bạn nên không phải là quá lo lắng. Vậy thì đối với thủ tục xin định cư Mỹ là như thế nào vậy Quế Hương? Nếu là du học sinh định cư, bạn có thể đăng ký kết hôn tại Mỹ. Các bạn phải tiến hành xin chuyển đổi visa và đăng ký tình trạng thường trú nhân hoặc thẻ xanh. Thủ tục xin thẻ xanh bao gồm việc nộp hồ sơ bảo lãnh vợ hoặc chồng cho sở di trú Mỹ, viết tắt là USCIS, để xin chuyển đổi visa, lăn tay và có buổi phỏng vấn với nhân viên của USCIS trước khi bạn được cấp thẻ xanh. Khoảng từ 30 đến 45 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, và lâu hay mau tùy thuộc vào trình độ riêng của mỗi người. Cụ thể từng hồ sơ, thủ tục xin định cư sẽ được chuyên viên tư vấn công ty du học Tân Đại Dương hướng dẫn chi tiết cụ thể. Các bạn lên trang web là duhocmỹ.info hoặc tandaiduong.edu.vn để được cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Quế Hương này, vậy thì ngoài việc kết hôn với người bản xứ thì còn có cách khác để được định cư tại Mỹ hay không? Và vấn đề này chắc hẳn cũng được nhiều người quan tâm và thắc mắc nhiều lắm đấy. Ngoài trường hợp trên thì để được định cư vào Mỹ có khá nhiều con đường khác nhau như đi du lịch để kết hôn với người có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, cách được định cư được xem là ổn định và hợp pháp nhất là được chính phủ Mỹ cấp thẻ xanh, hay còn gọi là thẻ thường trú và định cư theo diện đầu tư định cư IB5. Nếu gia đình đang có con em đi du học Mỹ và muốn cho con em mình định cư ở Mỹ thì đầu tư định cư là lựa chọn tốt nhất. Loại visa đầu tư định cư EB5 này không chỉ dành cho sinh viên mà còn cho cả gia đình. Vì chỉ cần đầu tư, bạn sẽ nhận được ngay thẻ xanh cho cả gia đình sau 2 năm. Bên cạnh đó, học phí của học sinh, sinh viên cũng không còn là vấn đề khi tham gia chương trình này. Thì tiếp tục chuyên mục sẽ là một câu hỏi của bạn Huyền Trang ở Lâm Đồng gửi tới chuyên mục với chủ đề du học Mỹ muốn định cư phải làm thế nào với nội dung như sau. Xin chào chuyên mục, em là Huyền Trang. Hiện nay em đang là sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại ngữ Tin học tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự định năm sau gia đình em sẽ cho em đi du học Mỹ. Tuy nhiên, bác của em đang sống ở Mỹ, có điều kiện tài chính, muốn bảo lãnh định cư cho em qua Mỹ vào năm sau. Vậy thì cho em hỏi là nếu em thành công khi xin visa du học Mỹ thì có được phép làm hồ sơ bảo lãnh nữa hay không? Còn nếu như em đăng ký du học trong lúc đang chờ được bảo lãnh thì có được hay không vậy? Xin chào bạn Huyền Trang, không chỉ có em mà nhiều bạn có người thân ở Mỹ cũng đặt câu hỏi tới chương trình du học Mỹ muốn định cư phải làm như thế nào với nội dung tương tự. Thì Quế Hương xin lưu ý với bạn Huyền Trang cũng như là các bạn khác là luật di trú Mỹ cho phép vừa làm hồ sơ bảo lãnh định cư và vừa đi học. Tuy nhiên có một vấn đề này Mỹ sẽ quan tâm khi làm hồ sơ du học thì em phải chứng minh được mình sẽ quay trở về Việt Nam, nhưng em lại được bác làm hồ sơ bảo lãnh định cư với ý định sẽ ở Mỹ luôn. Khi làm hồ sơ du học thì nguyên tắc bị trái ngược nhau nên cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực sẽ chờ hồ sơ bảo lãnh định cư của em giải quyết cho xong. Nếu hồ sơ bảo lãnh định cư không được, Mỹ sẽ chuyển sang hồ sơ du học của em. Em không nói rõ bác của em có quốc tịch Mỹ hay chưa, nhưng nếu bác của em đã là công dân Mỹ hoặc là thường trú dân, thì việc bảo lãnh định cư cho em sẽ mất gần 8 đến 9 năm sau thời gian này, em mới có thị thực. Vâng, xin cảm ơn Quế Hương rất nhiều đã có những chia sẻ thật hữu ích và thiết thực đến tất cả các bạn học sinh sinh viên về vấn đề du học Mỹ muốn định cư phải làm thế nào, luôn là vấn đề hot và được nhiều người tìm hiểu nhất. Thì hy vọng với những gì mà Quế Hương vừa chia sẻ ở trên thì các bạn sẽ tự tin hơn khi xin visa du học Mỹ dù mình nằm trong diện có bảo lãnh. Mọi thắc mắc liên quan đến du học Mỹ muốn định cư phải làm thế nào hay bất kỳ vấn đề về thủ tục, hồ sơ, chi phí liên quan đến xin visa du học Mỹ, các bạn hãy liên hệ tới công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai văn phòng khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.